Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của Mizum Không Khoảng Cách. Các bạn có thấy bên cạnh mình đây là mẫu kính thiên văn gì không? Có lẽ đã rất lâu rồi mình mới có cơ hội được giới thiệu và đánh giá một mẫu kính thiên văn chất lượng như này đến toàn thể các bạn. Đây là thiết bị kính thiên văn Euthymus hàng đầu của Ceteron, thương hiệu cung cấp thiết bị quang học phổ biến toàn thế giới. Nó cũng là chiếc kính thiên văn ưa thích của ông hoàng vật lý Stephen Hawking quá cố, được ông sử dụng tại nhà riêng của mình ở Cambridge, Vương quốc Anh. Surface major and large bold features that you can see usually will appear as dark markings. Và đây cũng là thiết bị được nhiều các chuyên gia thiên văn trên toàn thế giới lựa chọn. Chiếc kính này tên là Ceteron CPC Deluxe 1100 HD. Đây là dòng sản phẩm cao cấp hơn cả dòng CPC 1100 GPS mà mình đã có cơ hội giới thiệu đến toàn thể các bạn vào 2 năm về trước. Các bạn có thể xem lại video đánh giá hai chiếc kính thiên văn CPC 1100 GPS, mình sẽ để link ở phần mô tả nhé. Về tổng quan của Ceteron CPC Deluxe 1100 HD thì nó được trang bị ống kính quang học mang tên HD 11 inch. Nhờ thiết kế quang học này mà kính cho khả năng khử quang sai, giảm độ cong trường, giảm độ cong coma cực kỳ tốt, giúp cung cấp một trường nhìn siêu phẳng tuyệt đẹp và hình ảnh chiêm tinh sắc nét, không bị mờ viền ảnh. Điều này sẽ cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta muốn ghi lại hình ảnh quan sát được mà không lo các chi tiết ở viền của vật thể bị mờ hay là bị nhiễu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một vài thông số nổi bật được ghi trên thân ống kính này nhé. CPC Deluxe 1100 HD này được sử dụng công nghệ trắng phủ Starbright XLT cao cấp, giúp tăng khả năng truyền sáng hơn 83% và hình quan sát được sắc nét hơn các mẫu không được sử dụng công nghệ trắng phủ này. Ngoài ra, kính được trang bị tiêu cự lên tới 2800mm và đường kính ống kính là 11 inch, tương đương ở đây là 279mm. Thêm vào đó, mọi ống quang HD đều tương thích với FastStar. Đây là công nghệ rất hay dành cho các nhiếp ảnh gia thiên văn. Chúng ta chỉ cần tháo gương thứ cấp ở đây ra và lắp cụm thấu kính chụp ảnh chuyên dụng của bên thứ ba, giúp cho ống kính sẵn sàng hoạt động với khẩu độ chỉ f/2 cực rộng so với khẩu độ ban đầu của kính là f/10. Như những mẫu kính thiên văn tổ hợp khác của Ceteron thì CPC Deluxe 1100 HD cũng được trang bị bộ điều khiển bằng tay Nexstar và GPS tích hợp bên trong kính, giúp kính định vị, xác định các vật thể bằng cách thiết lập công cụ tự động tìm sao Skyline một cách rất đơn giản, cùng với cơ sở dữ liệu lên tới 40.000 đối tượng có thể quan sát được qua chiếc kính thiên văn đẳng cấp này. Mình cũng đã có video hướng dẫn thiết lập phần mềm Skyline rồi, mình sẽ để link ngay ở phía dưới nhé. Còn nếu bạn đang sở hữu một chiếc PC hay một chiếc laptop nhỏ gọn thì có thể sử dụng phần mềm CPVKI như mình đang sử dụng ở đây để có thể xác định vật thể một cách cực kỳ dễ dàng mà không cần phải thiết lập phần mềm Skyline nhé. Đây, ở đây mình có dây cáp kết nối với máy tính. Bạn nào quan tâm thì hãy comment ở phía dưới để mình sớm ra video hướng dẫn cài đặt cũng như sử dụng phần mềm CPVKI này nhé. Nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Còn về các phụ kiện đi kèm theo chiếc kính thiên văn này thì ở đây chúng ta sẽ có một thị kính rất là khủng bố. Thị kính này mang tiêu chuẩn là 2 inch. Đường kính 2 inch rất rộng, góc nhìn ở đây là 82 độ. Được trang phủ fully multi quartz. Tiêu cự là 23mm và tên của chiếc thị kính này là Luminos. Ở đây chúng ta có một đúng xoay. Khi chúng ta quay lên thì sẽ thu hẹp góc nhìn của chiếc thị kính này lại, giúp chúng ta tập trung hơn vào đối tượng cần quan sát. Tiếp theo ở đây chúng ta có một bộ gương chéo đảo ảnh, tiêu chuẩn cũng là 2 inch. Đây, rất là hay. Và các bạn có thắc mắc là với những cái thị kính 1,25 inch thì có lắp được vào chiếc kính thiên văn này để quan sát hay không? Thì câu trả lời của mình là có. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có một nắp đậy. Khi chúng ta tháo nắp đậy này ra thì nó sẽ vừa với cả thị kính Luminos 2 inch như thế này. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng thị kính 1.25 inch phổ thông thì chúng ta lại nắp ống kính này, nắp đậy này vào. Sau đó chúng ta tháo cái nắp nhỏ bên trên này ra. Đây là tiêu chuẩn 1,25 inch. Thì chúng ta lại nắp một chiếc thị kính thông thường size 1,25 phổ thông vào. Đây, như thế này. Và chúng ta vẫn có thể quan sát bình thường. Và kể cả chúng ta sử dụng thêm bao lâu thì vẫn có thể sử dụng được.
Bao lâu tiêu chuẩn 1,25 inch, sau đó lắp thêm thị kính 1,25 inch. Và ở đây chúng ta sẽ có một bộ chuyển đổi 2 inch sang 1,5 inch nữa mà sẽ không tích hợp đảo ảnh. Chúng ta sẽ lắp trực tiếp vào đuôi ống kính và lắp thị kính 1,25 inch vào là có thể sử dụng được. Đây như thế này. Nhưng mà như thế này thì chúng ta sẽ không quan sát được địa văn vì hình ảnh sẽ bị ngược. Phụ kiện cuối cùng chúng ta có ở đây là một chiếc thị kính gắn máy ảnh tiêu chuẩn 2 inch. Chúng ta chỉ cần trang bị thêm một chiếc ngàm chuyển đổi tương thích với cả chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mọi người, gắn vào đây và kết nối trực tiếp với máy ảnh. Ở đây mình có một chiếc Canon 900D. Chúng ta gắn vào máy ảnh thôi. Kính tìm mục tiêu của CPC Deluxe 1100HD là dạng ống ngắm quang có thông số là 9x50, tức là độ phóng đại là 9 lần và đường kính là 50mm. Thông số này tương đương với mở một chiếc ống nhòm 1 mắt đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn qua chiếc ống nhòm này thì ảnh nó sẽ bị đảo lộn từ trên xuống dưới, không thể quan sát được địa văn đâu. Bây giờ mình sẽ kết nối CPC Deluxe 1100HD này với phần mềm CPWI để điều khiển tự động tìm sao với chiếc kính thiên văn này nhé. Mình sẽ sử dụng cáp nối giữa tay điều khiển Nexstar với máy tính. Các bạn phải cài phần mềm CPWI về máy tính trước nhé. Ở đây chúng ta chọn bộ điều khiển tay này, kết nối. Bây giờ mình sẽ chọn một vật thể trên bầu trời để ngắm nhé. Ví dụ chúng ta chọn luôn mặt trăng đi. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày nhưng mà hiện tại thì trăng hôm nay là mùng 2. Nên là mặt trăng sẽ xuất hiện vào ban ngày. Thì mình sẽ thử cho kính thiên văn quay đến vị trí của mặt trăng xem nó có chính xác vị trí không nhé. Mình đã nhấn cho nó tự kết nối để tìm tới vị trí của mặt trăng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Sky Portal để xác định xem kính đang hướng đúng đến vị trí của mặt trăng chưa nhé. Lại đây nào. Bây giờ chúng ta sẽ phóng to màn hình lên và ấn vào Compact. Như thế này chúng ta sẽ biết được vật thể nào đang xuất hiện trên bầu trời theo thời gian thực nhé. Chúng ta hướng theo hướng của kính thiên văn đang chỉ này. Đây xem nào. Đây, Moon. Các bạn có thấy không? Đây. Compact. Các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem hết video này? Chiếc kính thiên văn Celestron CPC Deluxe 1100HD này có làm thỏa mãn được trái tim yêu thiên văn học của các bạn không? Hãy để lại cảm nhận ngay dưới phía phần bình luận cho chúng mình xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và chúng mình là Mizum không khoảng cách.